Kính bạch thầy, xin thầy khoan hỷ khai thị cho con về vấn đề cõi ngạ quỷ và địa ngục. Cõi ngạ quỷ là nơi chúng sanh làm ác đọa. Cõi địa ngục là nơi chúng sanh làm ác đọa. Còn cõi ngạ quỷ khi mãn kiếp ngạ quỷ thì được tái sanh ngay lập tức qua cõi khác, hay phải xuống địa ngục để luận tội rồi mới được tái sinh? Con biết có một thầy pháp chuyên môn đi giúp ma quỷ siêu thoát bằng cách gọi hắc bạch nhị vị hoặc mở cổng quỷ môn quan. Làm như vậy có thực sự giúp được ma quỷ không? Khi kiếp ngạ quỷ họ chưa hết, kính mong sư thầy giải đáp giúp con để con không phải rơi vào tà kiến. Cái câu cuối rất là hay, là mong sư giải đáp để cho không phải rơi vào tà kiến. Thì với cái lòng mong mỏi có được chánh kiến thì sư chia sẻ với quý vị như thế này. Đầu tiên là theo Tăng Chi Bộ Kinh ấy, chúng sinh khi mà ở cái cõi ngạ quỷ, khi mà hết tuổi thọ thì hầu hết là tiếp tục chịu cảnh địa ngục ngạ quỷ, tức là đi ngược xuống địa ngục rồi lên lại ngạ quỷ, rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống địa ngục rồi lên ngạ quỷ. Hầu hết, chỉ một số rất ít, cái này ở trong Tăng Chi nghe, một số rất ít được tái sanh về cõi người cõi trời. Tức là hầu hết ngạ quỷ thì sau khi hết tuổi thọ thì tiếp tục là xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chỉ rất hiếm số ngạ quỷ sau khi kết thúc tuổi thọ mà được sanh về cõi người cõi trời, con số đó rất là hiếm. Cái thứ hai là không có cái chuyện mà ngạ quỷ về địa ngục là có ai đó luận tội để xem là đi lên hay đi xuống. Cái đối tượng, cái người luận tội á, là gì? Là nghiệp của mình. Nghiệp á, nó sẽ quyết định là mình tiếp tục mình đi xuống địa ngục, tiếp tục làm ngạ quỷ, chuyển thành súc sanh, hay là mình sẽ được kết quả trời người. Cái nghiệp nó luận mình nha. Rồi thêm nữa, nói thì phải nói cho hết, tức là số chúng sanh ở địa ngục sau khi hết tuổi thọ địa ngục tiếp tục ở lại địa ngục hoặc đi về ngạ quỷ súc sanh cũng rất là nhiều so với chúng sanh hết cái tuổi thọ địa ngục được đi về cõi người cõi trời. Số chúng sanh mà làm loài súc sanh sau khi hết tuổi thọ loài súc sanh phải đi ngược xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất là nhiều. Hầu hết mà chỉ có một số rất hiếm là được sanh về cõi người cõi trời. Tức là một khi mình đã sa đọa rồi đấy, thì cái cơ hội mình lại quanh quẩn trong các cõi đọa nó rất là lớn, mà cơ hội mình được đi về cõi lành nó rất là hiếm, chứ không phải dẫn chơi đâu. Cho nên cái câu nói là cái sanh được làm người ấy, như là con rùa mà chui vào trong bọng cây nổi, nó không phải là không có căn cứ đâu ha. Rồi cái thứ hai là không thể có chuyện một ai đó kêu hắc bạch vô thường để đưa cho người khác hết kiếp ngạ quỷ, bởi vì cái lý do đầu tiên là hai ông này không có thật. Họ chỉ tồn tại trong văn hóa dân gian Trung Quốc, sau được du nhập vào Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Vốn dĩ không có thật thì lấy gì mà kêu? Sư lấy ví dụ nghe. Ví dụ như bây giờ có một người nào đó nói rằng tôi sẽ làm phép để tôi kêu Doraemon lên cho mở cánh cửa thần kỳ để cho tôi đi du lịch châu Âu, thì mình nghe là mình biết nó nói dốc rồi, biết là chỉ có đứa con nít nó nói thôi. Hoặc là một cái người mà nói bây giờ tôi sẽ làm phép tôi kêu thủy thủ mặt trăng lên để là mình biết rõ là tầm bậy rồi. Đó, cho nên là không có ha. Rồi, và cũng không có chuyện là mở cửa địa ngục, bởi vì địa ngục vốn dĩ người ta nói là gì ta, thiên đường gọi là thiên đường có cửa không ai đi, địa ngục vô lối lắm kẻ vào, địa ngục không có cửa.
tự mình chen vào thôi. Và hết nghiệp thì tự mình sẽ được tái sanh vào cảnh giới khác, chứ không có chuyện mà mở cái cửa địa ngục ra rồi cho người ta chen chúc nhau, người ta đi qua cửa địa ngục thì không có cái vụ đó đâu. Cho nên vì lòng muốn có được chánh kiến thì sư sẽ giải thích cho quý vị để có được chánh kiến ha. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường bổ sung về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức Thành Tại, kính thưa quý vị, cũng rất là hoan hỷ khi mà Đại Đức có cái tâm từ với cái lòng bi mẫn thương tưởng đến quý vị này, có nghĩa là giảng giải cái câu hỏi này rất là rõ. Thực sự câu hỏi này Đức Thành Tại nói quá rõ, thưa quý vị, rất chi tiết. Giờ muốn thêm, không biết thêm chỗ nào nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là ngoài cái việc đầy đủ như vậy, Đức cho đầy đủ á, thì sư có lời khuyên ha, lời khuyên cho cái vị này như vậy. Khi mà quý vị á, nghe Đức Hạnh Tại á, vì thương tưởng á, quý vị á, mà trả lời câu hỏi này á, thì nếu quý vị á, lấy cái đó làm cái động lực hay là một cái pháp tri ân á, đến cái câu trả lời của quý sư ở đây á, thì quý vị để củng cố thêm chánh kiến cho quý vị nữa. Tại đây nè, cái vị này hỏi là nói là nghĩa là sợ rơi vào tà kiến, đúng không? Thì nghe nó rất là nghe thấy cũng coi cũng tội đó. Bây giờ đó có sự mong mỏi như vậy thì sư có lời khuyên là ngoài việc nghe quý sư, ví dụ quý vị có cái lọc chân quý sư đó, thì quý vị đọc thêm cái tài liệu này để củng cố thêm cái chánh kiến quý vị về người và cõi. Đó là quyển quý vị tìm cái quyển gọi là Chú Giải Người và Cõi ha. Chú Giải Người và Cõi của tác giả là ngài Sắc Thâm Á Chô Tí Cá, người dịch là Tỳ Kheo Thiện Phúc. Thì khi quý vị đọc cái này nè, đọc cái quyển này quý vị sẽ hiểu rõ tổng quan về cái tâm giới, cái vận hành của tâm giới này nó như thế nào để mình có chánh kiến đúng đắn, và cũng như là một cái cách mình giống như là mình nghe vấn đáp, nghe quý sư mình gửi câu hỏi lên nghe quý sư vấn đáp, và mình cũng để mình như mình trên cho quý sư vậy đó, và cũng giúp cho mình cái chánh kiến của mình để mình vững vàng hơn trên cái đường tu tập của mình. Đó là cái lời khuyên của sư. Dạ, xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Qua câu hỏi tiếp theo.